Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Tagawang. Vào cuối thế kỷ 14, đất nước ta đang trong tình trạng rối ren. Nhà Trần thì đang trên bờ vực suy tàn rồi. Trong hoàn cảnh ấy, Hồ Quý Ly, một quý tộc có thanh thế, một vị đại thần trong triều đình đã lấn át quyền lực của nhà vua, tự lập nên vương triều nhà Hồ vào năm 1400, đồng thời đổi quốc hiệu nước thành Đại Ngô. Sinh thời Hồ Quý Ly đã thực hiện nhiều cải cách khác nhau, góp phần thay đổi bộ mặt của đất nước. Tuy nhiên, do hành động lật đổ nhà vua, tự phong vương, Hồ Quý Ly đã thất bại ngay từ đầu trong việc gây dựng lòng tin trong nhân dân. Và cuối cùng cũng chính điều đó đã dẫn đến sự đổ vỡ của triều đại này. Cha con Hồ Quý Ly bị quân Minh bắt đem về Trung Quốc và cũng bỏ mạng tại nơi đất khách. Cho đến nay, mộ của Hồ Quý Ly ở đâu vẫn còn một dấu hỏi siêu to khổng lồ với các nhà sử học của Việt Nam. Trong video hôm nay, xin mời anh em hãy cùng Taka tìm hiểu ly kỳ hành trình truy tìm ngôi mộ Hồ Quý Ly bị Trung Quốc giấu kín. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng khám phá sự sụp đổ của nhà Hồ và cái chết phiêu dạt nơi đất khách của cha con Hồ Quý Ly. Vào năm 1400, Hồ Quý Ly soán ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Thế nhưng hạnh phúc ngắn thì chẳng tày gang, khi mà chỉ 6 năm sau thôi, đến năm 1406, quân Minh do Trương Phụ Mộc Thạnh chỉ huy, lấy danh nghĩa là phò Trần diệt Hồ, đã kéo dần xâm lược nước ta. Đến năm 1407, quân Minh đã tiêu diệt nhà Hồ, bắt Hồ Quý Ly và các con Hồ Nguyên Chừng, Hồ Hán Thương cùng nhiều quân thần và thợ giỏi sư sãi đưa về phương Bắc. Mãi sau này khi Lê Lợi khởi nghĩa thành công, lập nên nhà Hậu Lê, thì số phận của những người họ Hồ bị quân Minh bắt giữ trước đó vẫn rất là mờ mịt, không có lấy một chút thông tin. Con cháu hậu duệ nhà Hồ còn sống sót ở Việt Nam những năm sau này cũng đều mong mỏi biết về số phận và mồ mả tổ tiên của mình, nhưng mà đều bặt vô âm tín. Dù vậy là sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Hãy cùng tiếp tục theo chân Taka để tìm hiểu về hành trình truy tìm ngôi mộ Hồ Quý Ly đã bị Trung Quốc ém nhẹm ở phần ngay sau đây của video này. 2. Ly kỳ hai người đàn ông khao khát tìm mộ của vua Hồ Quý Ly. Người đầu tiên đó chính là ông Đỗ Đình Chuật, sinh năm 1931, mất năm 2013, là người đã có hơn 50 năm làm việc trong ngành khảo cổ. Năm 1955, ông Chuật được cử sang Trung Quốc làm chủ nhiệm một số lớp ở khu học xá Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tại đây, ông may mắn gặp được học giả Trần Văn Giáp, từng du học ở Pháp và làm việc ở Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Ông Giáp được nhiều học giả Trung Quốc khâm phục, thậm chí gọi ông là Quách Mạt Nhược thứ hai. Đó thì là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc với những nghiên cứu về văn tự cổ. Hai vị là Trần Văn Giáp và Đỗ Đình Chuật bàn tính cùng nhau truy tìm dấu vết của mộ Hồ Quý Ly và tìm hiểu về đời sống của hậu duệ họ Hồ tại đó sau cuộc lưu đày. Theo sử liệu của nhà Minh, Hồ Quý Ly đã mất tại Quảng Tây cùng một số thân thuộc họ Hồ. Cứ vậy, không quản nắng mưa, hai ông Trần Văn Giáp và Đỗ Đình Chuật đã đến tận những nơi cần thiết để dò xem dấu vết mộ Hồ Quý Ly cùng những người Việt bị lưu đày và chết chôn ở đó. Nhưng mà cuối cùng thì hai ông có được kết luận bất ngờ rằng cái thông tin mà Hồ Quý Ly cùng các bộ tướng thân quyến bị bắt đi lính và mất ở Quảng Tây là không hề có đúng. Sử sách đã vô tình nhầm lẫn, hay là Trung Quốc vốn đã ý định ém nhẹm cái sự việc này vào? Và cuối cùng, mộ Hồ Quý Ly thật hiện đang ở đâu? 3. Bí ẩn vị trí thực sự của phần mộ vua nhà Hồ. Đến năm 1973, giáo sư Trần Văn Giáp qua đời, ông Đỗ Đình Chuật dần dần tìm thấy ánh sáng le lói qua các dấu vết và thông tin sử học từ nhiều nhà nghiên cứu có uy tín khác. Trong các thông tin đó, ông chấm dấu đỏ vào một địa danh đáng chú ý nhất trên con đường tìm kiếm của mình. Đó là núi Lão Hổ Sơn nằm trên địa bàn thôn Kim Lăng thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Theo ông đoán định, đó là nơi có phần mộ của Hồ Quý Ly cùng một số thân nhân gia tộc họ Hồ sau cơn quốc nạn. 4. Lần theo tung tích của Hồ Quý Ly trên đất nhà Minh. Các cuốn sử của Việt Nam chỉ ghi nhận việc cha con Hồ Quý Ly bị giải về Trung Quốc là hết. Phần còn lại được ghi chép khá rõ ở các cuốn Minh Sử, Minh Cảo Sử, Minh Thực Lực, Minh Thông Giám, Quốc Triều Hiểu Chính của nhà Minh. Sau khi bị giải đến Kinh Đô, ba cha con Hồ Quý Ly chỉ bị xử rất là nhẹ. Hồ Nguyên Chừng, Hồ Hán Thương được phong quan làm việc cho nhà Minh. Riêng Hồ Quý Ly, một số tài liệu cho rằng bị đầy đi làm lính thú ở Quảng Tây rồi bí mật bị giết. Tuy nhiên là ông Chuột thì không tin vào thuyết này, vì khi quân Minh đưa quân qua xâm lược nước ta đã vu cho Hồ Quý Ly hơn 20 tội. Toàn những tội đại nghịch như là tiếm ngồi, giết vua, chém sứ, lấn đất thiên triều. Nên là nếu mà muốn giết thì có thể chém ngay giữa điện Phụng Thiên luôn để mà ra uy của mình, không cần phải dùng cách tiểu nhân giấu giếm làm chi.
Chưa kể đến việc bản thân Hồ Quy Ly khi bị bắt cũng đã 70 tuổi rồi, già yếu, khó khả năng trốn thoát về đất Việt và cũng không còn lực lượng, nhất là bị dân chúng căm ghét cho là cướp ngôi nhà Trần. Ở một diễn biến khác, do Hồ Nguyên Trường được trọng dụng để chế tạo vũ khí nên nhà Minh cũng muốn giữ mạng Hồ Quy Ly để các con yên tâm phụng sự. Khi bị quân Minh bắt về Nam Kinh, Hồ Nguyên Trường được vua Minh tha bổng, trọng dụng nhờ tài chế súng thần cơ, cất nhắc lên những vị trí khá là cao như là tả thị lang bộ công. Đặc biệt là sau khi qua đời, Hồ Nguyên Trường còn được phong làm thượng thư. Có thể đó lý do tại sao nhiều phó sử nhà Minh ghi lại rằng sau khi bị luận tội thì Hồ Quy Ly cũng chỉ bị giam vào ngục chờ ngày phán quyết, mà sau đó cũng không thấy có phán quyết gì với ông. Tức là nhiều khả năng ông đã bị giam hoặc giam lỏng cho đến tận khi chết. Một tài liệu khác thời Minh ghi chép lại trò chuyện với con cháu của Hồ Quy Ly cho biết là Hồ Quy Ly chết khi hơn 80 tuổi, chôn ở Kinh Đô. Sau đó con cháu cải táng, chôn ở núi Trung Sơn cách đó hơn chục dặm. Ông Chuật thì tin là tài liệu này đúng hơn cả, và ông cho rằng nơi chôn cất Hồ Quy Ly ở núi Trung Sơn là núi Lão Tử hiện tại thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. 5. Hành trình gian nan đi tìm phần mộ vua nhà Hồ nơi đất khách. Núi Lão Tử thuộc thôn Kim Lăng, cách Nam Kinh gần 20 km, vốn là nơi chôn người chết bao đời, thế nên trên núi cũng có vô số ngôi mộ. Ngay cả là hai vị vua đầu tiên của nhà Minh cũng được đặt lăng mộ ở Lão Tử Sơn. Sau này mới rời đô thì mang về Bắc Kinh, đặt trong thập tam lăng như hiện nay. Vấn đề còn lại là làm sao tìm được mộ Hồ Quy Ly giữa muôn vàn nấm mộ nơi đây. Khi mà đến Kim Lăng, đoàn người của ông Chuột đã đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo sự việc và hỏi thăm. Được cảnh sát cho biết trên Lão Tử Sơn có rất đông người họ Hồ. Có cả một khu mộ nghe nói của dòng họ người Việt ở đó từ rất là lâu rồi. Họ còn nhiệt tình cử một sĩ quan cảnh sát lấy ô tô dẫn đoàn đến đó nữa. Những sự kiện ngẫu nhiên nối tiếp khiến ông Chuột tin rằng mình đã gần như cán đích rồi trong hành trình đầy gian nan này. Một nhân vật khác trong đoàn đi tìm mộ cùng ông Chuột là ông Nguyễn Thiện Đức, khi đó đã 68 tuổi. Vốn là một sĩ quan quân đội nhưng rất đam mê khảo cổ nên đi theo làm học trò ông Chuột hơn 16 năm. Ông mới kể lại như sau. Khi mà đang đi, bỗng nhiên tôi bị cành gai quấn vào gấu quần kéo lại. Tôi cúi xuống gỡ cành gai và nhân tiện cột lại dây giày thì thấy có một con đường mòn nhỏ bên cạnh. Linh tính mách tôi thử tách đoàn đi theo con đường mòn nhỏ một đoạn xa thì phát hiện ra một ngôi mộ ghi tên Hồ Văn Hải, chết từ lâu rồi. Tôi mới gọi cả đoàn lại, ai cũng mừng rỡ. Cụ Chuột gieo thử một quẻ kinh dịch, hỏi xem có phải nhà vua hay không thì được biết đây chỉ là mộ của một người hậu thế họ nhà Hồ. Tuy nhiên đây là cơ sở để chúng tôi vững tâm bắt đầu đi tìm các gia đình có người họ Hồ gần đó để mà dò hỏi thêm. Một cụ già cho biết bà cũng nghe kể lại dòng họ Hồ của bà có gốc từ Việt Nam rất lâu trước đây. Xưa kia trên đỉnh Lão Tử Sơn còn có ngôi mộ của tổ dòng họ Hồ ở đây. Trên đó còn cả nhà giam cũ từ xưa nữa. Trong khi mọi người đang mừng rỡ thì bà cụ khiến không khí trùng lại khi nói rằng theo các bộ lão trong thôn, kêu hồi Thế Chiến thứ hai, quân Nhật kéo đến chiếm Nam Kinh. Chúng đã chọn đỉnh Lão Tử Sơn làm nơi đặt trận địa pháo. Nhà giam cùng nhiều ngôi mộ cổ trên đó, trong đó có cả lăng mộ tổ họ Hồ đều đã bị san ủi mất rồi. Đứng trên cái đỉnh núi nay chỉ còn là bãi đất hoang, cây cỏ mọc đầy. Ông Chuột mới thắp hương gieo quẻ kinh dịch, hỏi di hài nhà vua còn ở đây hay không thì quẻ trả lời là không có còn tìm được nữa rồi. Ông Chuột mới bốc lấy hai nắm đất trên đỉnh, gói lại vào tấm vải mang về. Khi mà tới Bắc Kinh mở ra, thật kỳ lạ khi nắm đất nhìn giống như hình đầu người vậy. Hai nắm đất đó sau này được đưa về đặt trên bàn thờ của dòng họ Hồ ở Việt Nam. Vậy là video đến đây thì cũng kết thúc mất rồi. Anh em có suy nghĩ gì về hành trình đi tìm mộ ly kỳ nói trên hay không? Không biết là các bạn có giống như Taka, tự hỏi là suốt 600 năm qua, những linh hồn xa quê lạc xứ ấy có phải chịu cảnh mồ hoang cỏ rậm và ai là người lo hương khói cho họ? Mình là Taka White, nhớ like và subscribe nếu bạn thấy video này hay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.